Công gia đình nghỉ tết vận hành năm bảy máy thôi, bán nước sạch bán nước sạch nãy nhất nó không vận dụng cả 10 máy đâu, ngày dương thì nó vận 10 máy chứ ngày tết thì nó không vận 10 hết đâu, nó không vận dụng cho thế nhiều nên nhiều thế đâu. Đây hỏng bà nó cắt cất nhiều nó không muốn nghỉ tết dùng nhiều không thì làm gì đâu mà nước chỉ bơm vào xong rồi nó có ít cờ loa cờ leo vào rồi nó hết tiền hết cả dầu không mất gì đâu mà nước được ai mà ai làm mất cho mình là mình à, những đứa mình đi mua giỏ này đi rồi cắt tốt này bây giờ bọn tôi lắp là một chỉ hai vàng tức là Hồng làm ra cả hội đi làm đấy là những nhà làm thì bỏ tiền ra ông gọi là ông đứng lên nhưng mà ông thu lãi cao, ông gọi là giúp dân nhưng mà thực tế là mẹ lo ông bóp cổ dân
giết.